Đây là những hình ảnh anh hùng nước Việt. Đây là Đại tá Nguyễn Hữu Thông đã ở lại với binh sĩ cho đến chết. Đó là một đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đây là những anh hùng của nước Việt, bổn phận trách nhiệm. Còn những người Việt Nam Cộng Hòa chạy ra khỏi nước Việt đến giờ phút này cũng chưa có thực sự ăn năn sám hối để mà tập hợp lại để cùng nhau phụ giúp thánh giống làm việc cứu nguyên dân tộc và đất nước Việt, thì đó là một điều vô cùng nhục nhã cho tập thể Việt Nam Cộng Hòa. Và những anh hùng chiến sĩ đã hiện ra tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ngày 31 tháng 1 năm 2010. Đồng bào để ý nhìn kỹ sẽ thấy đây là hình ảnh khuôn mặt của chiến sĩ trận vong, anh hùng chiến sĩ. Để ý đây là cái nón đây, đây là mắt, mũi, miệng, khuôn mặt ở đây. Đồng bào có thể vào trang website YouTube Đại Việt SOS hoặc là Rồng Việt Thánh Giống, Rồng Việt Thánh Giống để coi những hình ảnh đặc biệt này. Và đây là hình ảnh ông Rồng, bà Phụng, ông bà tổ tiên mình đã hiện ra trong lúc Thánh Giống dâng lời cầu nguyện lên cùng Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, cùng ông bà tổ tiên Thánh Thần Phật Việt chúng ta. Ông Rồng, bà Phụng đã hiện ra chào đón chúng ta, phụ trợ cho chúng ta. Thế nhưng hầu hết tất cả những người tị nạn cộng sản ở hải ngoại đã thờ ơ và vô cùng nhục nhã, vô trách nhiệm, đã không phụ giúp Thánh Giống làm việc bấy lâu nay. Đây là những hành động vô cùng vô trách nhiệm, phải nói là không thể dùng lời lẽ nào để mà khiển trách, vì những hành động nhục nhã vô trách nhiệm của những người Việt Nam Cộng Hòa. Đồng thời những người Việt Nam Cộng sản đã và đang chiến thắng trong sự u mê, chốt nát, ác độc, ngu sững và tội ác của họ cũng không thua gì đối với những người Việt Nam Cộng Hòa vô trách nhiệm. Hai nhóm này tội ác như nhau, cần phải sám hối gấp để có thể gia nhập vào Hội đồng Cứu Nguyên Dân tộc Việt Nam, ngõ hầu có thể chuộc lỗi của mình phần nào. Vì tội lỗi của quý vị sẽ không chạy khỏi lưới của trời đâu, cũng như không thể nào chạy khỏi lương tâm và trách nhiệm của quý vị đâu. Nhớ vào Rồng Việt Thánh Giống YouTube, trên trang YouTube rồi tìm Rồng Việt Thánh Giống, sẽ biết tương lai đất nước và dân tộc Việt sẽ ra sao và chúng ta cần phải làm gì trước đại nạn, đại họa sắp bị mất nước.